Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 282. Ngày nào chúng ta cũng nhắc nhở phải quyết chí niệm Phật để đời này mình phải vãng sanh. Câu này nhắc mình thường nhớ A Di Đà Phật, thường nhớ Tây Phương Cực Lạc. Nhưng Đức thấy cái căn tính của mình, chỉ cần mà mình buông câu Phật hiệu ra cái thôi là mình nhớ tùm lum liền. Mà cái phương pháp niệm Phật là một phương pháp dễ thu nhiếp nhất quý vị. Mình là người niệm Phật, quý vị để ý đúng không? Ví dụ như mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ mình đều niệm Phật được. Đi đứng nằm ngồi mình đều niệm Phật được. Ở đâu mình cũng niệm Phật được. Nên mới nói là niệm Phật thắng hạnh. Pháp niệm Phật là thắng hơn các hạnh. Cái chỗ thắng là ngay chỗ là mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ mình đều áp dụng niệm Phật được. Nó gọi là niệm Phật thắng hạnh. Còn các pháp khác thì mình không tiện được như vậy. Nên mình tu pháp niệm Phật là rất phù hợp cho cái căn tính loạn tưởng của chúng ta trong thời mạt pháp này. Quý vị công nhận là căn tính mình bây giờ tâm tư loạn tưởng quá không quý vị? Chỉ có một câu Phật hiệu rất là gọn mà mình còn quên hoài. Đừng nói chi những cái việc cao xa. Còn chỉ cần tụng kinh trì chú gì cái thôi là ngủ gục, ngủ gà, ngủ gật. Những Đức thấy rõ ràng là một câu Phật hiệu nè, mà những Đức đưa cái thời khóa niệm địa chung là bây giờ giống như chánh điện đang niệm mình. Giống niệm mà sen 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 kết hợp vào mà niệm từ chậm một chút rồi tới nhanh. Nó làm cho mình háo hức. Vậy mà có những người niệm địa chung một chút mà họ còn ngủ. Chứ nếu mà nói mà đưa vô mà tụng kinh một cái là thôi. Ngủ biết bao nhiêu nói. Mà người bây giờ tu là đa phần người lớn tuổi. Và người mình bây giờ là quý vị để ý cái căn tính mình là người gấp gáp. Nên những Đức mới dùng cái phương pháp địa chung thì giống như gấp gáp. Phương pháp lễ Phật thì giống như là phải động. Những cái phương pháp này đưa ra nên nó mà mở rộng được là do gì? Căn tính chúng ta rất dễ hôn trầm, rất dễ ngủ gục. Mà thời khóa mình mà nếu đưa dài quá là con người ta tốn nổi. Hồi xưa những Đức nhớ là khi mà tu một đêm ấy, vậy chính những Đức dẫn dắt mà tu chung, những Đức tu một đêm, tu một đêm xong sáng mai là cái như là ngồi đâu gục đó, người khờ hết, mệt lả người hết. Sau này Đức mới suy nghĩ ra rằng là tu làm sao mà mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ mình đều phải gây dựng tín tâm, tín nguyện để mình tu. Đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Tu làm sao mà càng tu mà càng thấy khỏe. Người nó phấn chấn lên. Người tỉnh táo. Nên những Đức thường khuyên chính mình rằng
Thường nhớ có vật hiệu là niệm liền. Thường nhớ có vật hiệu là cứ niệm liền. Tập thành thói quen niệm Phật quý vị. Giống như mình niệm Phật là tập thành một thói quen niệm Phật. Đức Phật đã phát nguyện mà. Khi mệnh chung chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm thì Phật trước. Là niệm gì? Niệm Phật. Mình niệm Phật thì Phật trước, vì sao mình không niệm Phật? Mình muốn Phật trước, mình về Tây Phương Cực Lạc, vì sao mình không niệm Phật? Niệm Phật là cách hay nhất để khi cận tử nghiệp mình niệm Phật được, để Phật trước. Quý vị bình tĩnh suy nghĩ đi. Dù quý vị đọc muôn kinh vạn luận đi chăng nữa, nhưng mà cuối cuộc đời của chúng ta là hộ niệm là câu A với Đạo Phật mà, hoặc là câu Nam Mô với Đạo Phật. Rõ ràng vậy rồi. Vậy thì nếu như thường ngày mà mình chuyên nhất mình niệm Phật, giống như bây giờ Phật đã đưa ra cái đề thi và đáp án. Cái đề thi là niệm danh hiệu Phật là được đậu. Cái đáp án là vì niệm được câu Nam Mô với Đà Phật hoặc ai với Đà Phật thì Phật trước. Rất là rõ ràng rồi, vì sao mình thường ngày mình không chịu rèn một câu Phật hiệu đi. Nếu như thường ngày mình rèn một câu Phật hiệu thì đây là cái đáp án rõ ràng rồi, mà mình còn dòng do tam quốc nhiều làm gì. Bây giờ rất là nhiều người chúng ta bị để ý rõ ràng phải là cận tử nghiệp chúng ta là hộ niệm bằng câu Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật không. Thí dụ như người ta chết rồi, có thể những người ta tụng một hồi kinh Di Đà, nhưng sống rồi thì phải niệm Phật đúng không? Nhưng mà nếu cái người chuyên niệm Phật là người ta chỉ có một câu Phật hiệu. Như Ấn Tổ thì nói rằng câu Phật hiệu là thù thắng nhất, tiện nhất, ai cũng niệm được. Rõ ràng câu Phật hiệu ai cũng niệm được, chỉ có người câm không niệm được. Chứ đa phần con người thì nghe được là điều có lợi ích. Nghe được là thấy có lợi ích. Nên những đức thường nói rằng cuối cuộc đời mình hộ niệm bằng câu Phật hiệu, vì sao lúc bình thường mình không niệm Phật? Tại sao có những người cả đời cũng nói niệm Phật mà cuối đời họ không chịu niệm Phật mà không nghe luôn? Vì sao biết không? Vì thường ngày họ không tập thói quen. Nên như đức thường phiên hàng Phật tử, nơi ở của mình lúc nào cũng có điều niệm Phật, lúc mình ngủ lúc nào cũng có điều niệm Phật. Nó không gián đoạn là như thế nào không gián đoạn? Phàm phu mình làm sao niệm Phật mà không gián đoạn? Không gián đoạn là có nghĩa là lúc mình ngủ mình cũng để điều niệm Phật. Lúc chỗ nào mình ở là chỗ đó có điều niệm Phật. Nhà mình lúc nào bước vào là có điều niệm Phật. Nhưng đứa hướng dẫn Phật tử là để cái máy niệm Phật nhỏ này để trong người. Nếu như tiện bề thì bắt lớn lớn lên. Còn nếu như mà không tiện bắt nhỏ để trong người luôn. Lúc nào nói chuyện với ai trong người mình cũng phát cái câu Phật hiệu nhỏ 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 nhỏ. Chính bản thân mình sẽ nghe được nhỏ 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 nhỏ. Để nhắc mình niệm Phật. Nếu như quý vị giao tiếp mọi vị còn nhớ Phật thì vị giao tiếp đặc biệt lắm. Người tâm rất là dịu, không có thô tâm, cái trí rất là sáng. Và mỗi một tế bào của mình khi nghe câu Phật hiệu nó cũng trở thành tốt. Tốt. Nên người niệm Phật mà thường vui là vì sao? Vì câu Phật hiệu quá thiện nên cái thiện này giúp cho khí lực của mình rất đầy đủ. Nên cái trí mình rất là sáng. Nên con người rất là tươi, vui. Giống như điện đủ thì đèn sáng. Điện là năng lượng đấy. Năng lượng đủ thì đèn sáng. Con người mình khi đầy đủ năng lượng thì trí sáng. Con người mình khi thiếu năng lượng là con người nó khờ khạo. Khờ khờ khờ. Nên mỗi người chúng ta phải cần nhớ Phật niệm Phật. Nhớ Phật niệm Phật là một phương pháp để giúp cho mình rất an lạc, rất tự tại. Nhớ. Nhớ Phật niệm Phật là một phương pháp giúp cho mình rất an lạc, rất tự tại.
Có vật hiệu này hay lắm, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc đời chúng ta. Dù sự trở ngại, sự bệnh hoạn, sự buồn chán, bị bỏ rơi hay bất cứ sự cố gì trong cuộc đời, chỉ cần nhớ Phật. Mà phương pháp niệm Phật và nhớ Phật là tiện nhất và rất là hay. Chỉ cần A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị niệm quen như thế nào, vị niệm như vậy. Nam Mô Di Đà Phật cũng không thừa, A Di Đà Phật cũng không thiếu. Chỉ cần đi đứng nằm ngồi nhớ Phật, niệm Phật. Một con người mà thường nhớ Phật, niệm Phật, họ sẽ không có tâm hơn thua ganh tị. Vì sao? Vì họ muốn gì cực lạc. Nếu họ còn cái tâm hơn thua ganh tị, họ niệm Phật giết, họ cũng bứt cái tâm nó luôn. Vì mình nhận thức được thế giới cực lạc quá thù thắng. Cõi này có cái gì để hơn thua đấu đá với nhau tồn tại? Dù quý vị có được giàu sang phú quý, nhưng ở cõi này chúng ta có sống hoài để hưởng được không? Một hơi thở thở ra mà không hít vào cái gì của chúng ta, có cái gì của chúng ta đâu. Nên mình ở cõi này mình tạo cái mà mình cầm theo được, đó là người rất thông minh và trí tuệ. Nên mình là người tu hành mà nếu như nặng nề với của cải vật chất, bo bo giữ gìn, thì con người này chấp chỗ nào dính chỗ nấy. Nhớ, nặng với chỗ nào thì dính chỗ nấy. Thì nhớ là con người mình vô thường, nó đến bất tử lắm. Nó ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong, biết chừng nào xong. Cái nghiệp duyên ở cõi đời này nó dẫn dắt mình. Nó dẫn dắt mình, dẫn dắt mình, dẫn dắt mình. Nó đưa mình không có dừng được. Mình nghĩ mình làm cái này là mình làm, cố gắng làm xong mình sẽ niệm Phật. Mình làm cái kia mình cố gắng làm xong mình sẽ niệm Phật. Có những người gì quý vị nhớ, làm thì làm, mỗi ngày cứ niệm Phật đi. Bất cứ lúc nào cũng dứt được thì cứ làm đi. Việc thiện, việc tốt thì cứ làm. Chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên, mình cứ làm thôi. Nhưng mà lúc nào mình cũng niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Bất cứ lúc nào cơn vô thường đến chúng ta, chúng ta luôn luôn chuẩn bị cái việc gì, lúc nào cũng buông được hết. Bất cứ lúc nào cũng buông được hết. Xong việc hay chưa xong việc gì mình cũng buông được hết. Mình như vậy thì cực kỳ tự tại. Có những người rất là lạ, chờ làm xong việc rồi tôi sẽ niệm Phật, rồi tôi làm xong việc đó rồi tôi sẽ tu. Tôi làm xong việc đó rồi tôi sẽ không gặp ai nữa, tôi niệm Phật thôi. Người này gọi là chưa biết niệm Phật. Họ chưa biết niệm Phật nên họ mới nói rằng là bất cứ việc gì đó họ làm xong rồi họ mới niệm Phật. Nếu như mà cứ lằn lừa như vậy thì cả đời mình có khi cơn vô thường bất tử luôn. Mình sẽ hụt hẳn luôn. Có khi còn quay lại cái tâm rằng cả đời của con gì Tam Bảo gì mọi người làm việc tốt nhiều như vậy, vì sao Phật không thương con? Có khi mình quay là mình nghĩ gì luôn. Đức Phật nói rằng con mỗi ngày con thương mọi người, con giúp mọi người, nhưng con mỗi ngày con cứ niệm Phật. Nó không có trở ngại đâu, con cứ niệm Phật. Con càng niệm Phật thì con càng làm việc càng tốt. Góc độ con càng sâu. Con nhớ Phật niệm Phật vì cuộc đời này vô thường bất tử, biết chừng nào mà sống việc ở cuộc đời này mà. Và mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta có ai đoán được chừng nào mình đến, lúc thọ mạng đến mình đi đâu. Nên bây giờ mỗi ngày mình phải thường nhớ Phật niệm Phật dù là còn trẻ. Mình còn trẻ đi chăng nữa, mình còn khỏe đi chăng, nhưng mình mỗi ngày phải gây dựng tín nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Không thể nào mà mình mà gọi là chờ đến lúc già, hoặc là bản thân mình nói chừng nào xong việc đi mình tu. Đừng có nói gì. Khi mình làm xong việc rồi cái tâm tạp tâm mình nó nặng quá, thô tâm nặng quá, khó tu. Nên mỗi ngày mình càng bồi dưỡng, càng bồi dưỡng, càng bồi dưỡng niệm Phật, để khi bất cứ lúc nào mình cũng niệm Phật được. Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Những điều như Đức nhắc nhở vị này rất quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Nên khi một người xuất gia này gặp một ông thợ lò rèn, ông thợ lò rèn này phát tâm cúng cho một buổi cơm chay. Người xuất gia này nhận buổi cơm chay xong phải trả ơn. Bằng cách nào? Chỉ dạy ông lò rèn này niệm Phật. Hỏi ông lò rèn này vì sao không tu hành. Ông nói rằng ông rất bận biểu, công việc ông rất là nhiều, làm sao ông tu hành được.
Thì người xuất gia này nói rằng có một phương pháp tu mà bận bịu cỡ nào cũng tu được. Phương pháp nào? Niệm Phật. Ông làm bất cứ việc gì miệng vẫn niệm Phật. Ông làm việc tay chân nhưng miệng ông vẫn niệm Phật. Lúc nào ông rảnh thì ông cũng niệm Phật. Cứ như vậy mà áp dụng. Phát nguyện cầu sanh cực lạc. Ở cõi này khổ quá, ông nên niệm Phật, nguyện sanh về quốc độ của Phật, là quốc độ không còn khổ nữa. Chỉ nghe như vậy thôi thì ông lò rèn này hoàn toàn hội tụ thiện căn. Ông cứ như vậy mà niệm Phật, mỗi ngày ông siêng năng niệm Phật vô cùng. Người vợ hỏi: ồ ông làm việc nhiều như vậy, mệt như vậy, ông niệm Phật không sợ mệt thím sao? Ông nói: từ khi thầy dạy niệm Phật, niệm Phật trong công việc thì không mệt, rất là khỏe, rất là vui, và còn ít nóng. Lúc trước gần lửa rất là nóng, bây giờ ít nóng lắm. Vì tâm ông niệm câu Phật hiệu rất là mát dịu nên ít nóng. Ông niệm Phật cả đời, cuối cùng ông ra đi vô cùng tự tại, biết ngày giờ giáng sanh. Rõ ràng rồi. Nên rất là nhiều người họ thường bị cái bệnh là để làm xong công việc này đi niệm Phật, lo xong cái gì đó đi niệm Phật. Ngày xưa mới vô chùa, những đức gần một người này, họ thường nói một câu rằng: thôi bây giờ nghỉ làm việc, nghỉ đi chỗ này chỗ kia, thôi giờ vô thắt ngồi niệm Phật. Nhập thắt niệm Phật. Niệm Phật vài bữa cái chạy ra tiếp tục đi chỗ này chỗ kia làm nữa. Làm thời gian cái nặng nề nhức đầu quá, thôi nghỉ làm việc bây giờ là ngưng công việc nghe, nhập thắt niệm Phật. Những đức thấy rõ ràng họ ngộ ghê. Tới đời những đức nói: thì có việc thì cứ làm thôi, mỗi ngày thì mình cứ niệm Phật thôi. Trong công việc gì mình cũng niệm Phật. Nên những đức cả ngày những đức công việc nhiều vô cùng, nhưng mà những đức cứ là những cái thời gian những đức niệm Phật là những đức niệm Phật liền. Lên xe ngồi niệm Phật, rảnh rỗi ngồi niệm Phật, nằm ghế niệm Phật, đi vòng vòng chùa niệm Phật. Có khi ngồi nói chuyện Phật tử nói thì mình niệm Phật. Khi mình nói thì thôi. Phật tử nói mình niệm Phật. Mình nói thì thôi. Phật tử nói mình niệm Phật. Quý vị thấy, mỗi lúc mỗi nơi từng chút gom lại. Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh ngày nói, quý vị mót như vậy còn hơn thời khóa chính. Nếu như quý vị mà biết niệm Phật như vậy mà áp dụng như vậy thì quá tuyệt rồi. Vờ, mọi lúc mọi nơi quý vị đều niệm Phật được. Tại sao quý vị không niệm Phật? Hôm qua nhà Đức nói rằng mình niệm Phật thì Phật nghe, mình lễ Phật thì Phật thấy, mình nhớ Phật thì Phật gần gũi. Chúng ta đề xướng có Phật hiểu liền. Nghe gì cái là A-di-đà-Phật, 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 A-di-đà-Phật. Hoặc là mình nhét môi mình niệm thôi, nhẹ 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 mình cứ niệm đi. Ví dụ như mình nói chuyện đối thoại với ai, người ta nói chuyện mình, cái miệng mình cứ nhép môi niệm có Phật hiệu. Hoặc là trong tâm của mình niệm có Phật hiệu, đề xướng liên có Phật hiệu liền. Vì thì quá thù thắng rồi. Đó gọi là biết niệm Phật quý vị. Biết niệm Phật là như vậy đấy. Vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, mặc kệ, chúng ta cứ niệm Phật. Thiện niệm ác niệm, chúng ta cứ niệm Phật. Vì niệm giết rồi vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm tự tan biến. Không cần quan trọng nặng nề. Thì cứ niệm Phật đi. Cứ niệm Phật. Niệm Phật là công đức thù thắng hạnh. Không có hạnh nào thù thắng bằng niệm Phật. Vì sao? Thù thắng nhất. Vì tiện bề và mỗi lúc mỗi nơi đều niệm Phật và áp dụng được. Và nhắc nhở mình niệm Phật, đây là cách tiện lợi nhất. Nên niệm Phật là pháp thù thắng nhất. Nhớ, niệm Phật là pháp thù thắng nhất. Hiểu được nguyên lý này rồi, tự nhiên quý vị sẽ thấy. Thì ra là lúc trước tới bây giờ mình cứ hẹn lằn hẹn lựa niệm Phật. Có nhiều bà cụ già: để con lo việc xong, con nuôi cháu xong, con niệm Phật, con đi đến chùa niệm Phật. Bậy quá. Trong công việc nào niệm Phật công việc nấy.
Và tôi nghe Hiền Ngài nói một câu mà chính bản thân Ngài áp dụng, Ngài dạy mình: niệm Phật không chở Ngài làm việc không chở Ngài niệm Phật. Đúng là biết niệm Phật. Thời cuộc này là thời cuộc bận bịu, mà không niệm Phật chờ chừng nào sống diệt, tới chết cũng chưa xong. Nên tổ sư đã nhắc nhở rõ ràng, Ấn Tổ Ngài nói: Ngài giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết chừng nào xong. Xong. Bất cứ lúc nào mình cũng niệm Phật, bất cứ lúc nào thọ mạng đến là xong diệt. Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hay quá. Cứ áp dụng gì đi quý vị. Nên ngày nào chúng ta cũng học cái bài học quyết chí. Đời này vãng sanh cực lạc quá. Quyết chí. Phải quyết tâm, phải quyết chí. Phải niệm Phật. Không có bao giờ mà vì một chuyện gì mà bỏ niệm Phật. Ai nói, ai la, ai gầy, ai trách. Không có cái chuyện, cái tâm mà mình mắc cỡ, mặc cảm gì mà mình không niệm Phật. Bậy quá. Mình là người niệm Phật, hạ cái ngã xuống. Hạ cái ngã xuống. Mỗi lần người ta nhắc cái gì mà kích động đến mình là mình biết cái này mình phạm phải. Mình niệm ai với Đà Phật liền. Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Hoặc là mỗi lần ai la gầy gì chạm tới tự ái mình buồn, là mình biết cái này là cái khuyết của mình. Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật liền. Niệm liền có Phật hiệu. Mình là người tương lai về, về Tây Phương Cực Lạc. Không có gì, một lý do gì mà mình không niệm Phật hết. Mình là đệ tử Phật A Di Đà, mình là người ở thế giới cực lạc. Không bao giờ buồn trách ai hết. Còn buồn trách thì cứ niệm Phật giết hết buồn trách. Vì nhìn ra được buồn trách khổ mình, nên hiểu nguyên lý rồi thì không buồn trách nữa. Những điều nhắc nhở này hay lắm quý vị. Những đứa cả ngày làm bao nhiêu việc mà có thể vui cũng từ niệm Phật mà ra chứ làm gì. Nên ngày nào những đứa cũng nói cố gắng để đem câu Phật hiệu giới thiệu. Cả đời mình cố gắng làm việc này, dù mình là phàm phu còn sai đi chứ, mình cố gắng làm những việc gì mà có thể giúp cho người ta siêng niệm Phật được. Cả đời học tập chuyên nhất một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc Phật. Những người Phật tử chúng ta hữu duyên, những bạn bè huynh đệ anh em hữu duyên, chúng ta cố gắng cùng học tập siêng năng niệm Phật, chúng ta cùng về cực lạc quý vị. Đã có duyên gặp nhau, chúng ta quyết chí đời này về cực lạc đi. Chỉ có về cực lạc mới hết khổ. Còn mang cái thân này là còn khổ quý vị à. Đủ thứ sự trói buộc khổ đau. Phải về cực lạc. Chúng ta phải hẹn gặp nhau ở cực lạc. Phát nguyện đời này con nhất định phải về cực lạc. Dù khổ đau trói buộc gì, con phải về Tây Phương cực lạc. Phải quyết tâm. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.